để đến bờ được cuộc sống ngày hôm nay. Ngày ra đi của ông vào lúc 4 giờ 29 phút chiều ngày 15 tháng 7 âm lịch, tức chiều ngày hôm qua vào lúc 16 giờ. Cho nên tôi không tiện nói nhiều. Tôi chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Chúng con đê đầu cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni cũng như tất cả quý Phật tử, giờ phút này chúng ta dành một phút đứng lên để mặc niệm, gọi là tưởng nhớ đến công của người đã hộ giúp cho ta đến bờ tự do. Xin được phút mặc niệm nghĩ đến ngài Senator John McCain bắt đầu. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Cung thỉnh quý ngài an toàn. Chúng con được ngỡ ngàng của Liên Hoan, vô cùng cảm động trước những lời dạy quý báu của thượng tọa Long nhà mùa Vu Lan này. Chúng con xin được cắt cốt ghi tâm những lời dạy quý báu của ngài. Và giờ này, trong không khí trang nghiêm của ngày đại lễ diễu hành Vu Lan, giữa khu vườn thiền với tôn tượng Bồ Tát Quán Tự Tại vô cùng oai nghiêm vừa được hoàn tất trong mấy ngày qua. Đây là công trình với bao tấm lòng hảo tâm to lớn qua đông đủ Phật tử gần xa đóng góp tài chánh cũng như công sức trong mấy tháng qua. Nhân cơ hội này, chúng con xin được tán dương công đức của những đạo hữu đã bỏ công rất nhiều vào công trình này. Trước hết, chúng con xin được mời đạo hữu Lâm Duy Khánh Quảng Y